Mạng người Lào thì hơn mạng người Thái, mạng người châu Âu thượng đẳng có giá trị hơn người châu Phi. Có nhiều nhận định tương tự như vậy rộ lên vào những năm qua. Đó là khi 150 người Paris thiệt mạng do khủng bố được cả thế giới cầu nguyện qua những hashtag Pray for Paris, nhưng hàng triệu người Syria, Libya chết do nội chiến thì lại không mấy ai quan tâm. Đó là khi sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào khiến hơn 40 người thiệt mạng, hàng ngàn người tan tác nhà cửa, lại không được chú ý bằng việc 13 thành viên của đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động. Những nhận định này là đúng, nhưng những người nói về những điều này đừng cho rằng bản thân công bằng, bình đẳng, nghiêm minh và được quyền đứng trên cao nhìn xuống chê trách. Ngược lại, mỗi người trong chúng ta lại là những cá thể vô cùng cảm tính. Những cá thể vô cùng cảm tính này lại lập thành một xã hội cảm tính, và hiện trạng bất công như mọi người nhắc tới chỉ là điều tất yếu, một hiện trạng mà ai cũng có công đóng góp vào cả. Vậy rốt cuộc bình đẳng là gì, và đấu tranh cho công bằng, bình đẳng nên thực sự được hiểu ra sao? Bình đẳng á? Nó là gì vậy? Chúng ta thường gắn những cảm xúc cá nhân, bản thân vào một vật, một điều, một người gì đó, từ đó tạo ra một giá trị kèm theo cho người, vật, điều gì đó. Và từ đấy, giá trị của một vật đối với người này lại khác đối với người kia. Và cũng lại, từ đấy, khi người, vật, điều gì đó bị tác động, điều đấy sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của ta và tạo ra những phản ứng phức tạp. Ví dụ nha, một đồng bào cũ và một đống sách cũ bị đốt, bạn có cảm thấy giống nhau không? Giả sử lượng cellulose là như nhau, mực in là như nhau, mức độ gây ô nhiễm là như nhau, bạn cảm thấy việc đốt cái nào là hợp lý hơn? Mình nghĩ bạn đã có câu trả lời. Lại lấy ví dụ nữa nha. Hai đống sách cũ bị tịch thu bị đốt, một đống của bạn và một đống của người khác. Bạn nhìn đống bị đốt nào và cảm thấy đau hơn? Chắc hẳn là bạn cũng có câu trả lời rồi nhỉ? Lại ví dụ tiếp theo nhé. Mình thích ví dụ này lắm này. Nếu người ta đã chán việc đốt sách và chuyển qua đốt người, họ đốt hai người bất kỳ, bạn có cảm thấy tồi tệ không? Nếu không có bệnh tâm thần tâm lý gì thì mình nghĩ đa phần câu trả lời là có. Vậy, nếu một trong hai người đó là người thân của bạn, mức độ cảm thấy tồi tệ sẽ nhân lên bao nhiêu? Ồ, từ từ nhá. Trong quá khứ người ta từng hào hứng vây quanh những người bị nhà thờ thiêu sống và tận hưởng nó như một buổi biểu diễn. Mãi cho tới sau này, hậu thế nhìn lại minh oan cho người tử tù và cảm thấy thật ghê tởm đối với những người đã hào hứng xem ngày xưa. Những thí nghiệm giả tưởng trên nhằm chứng minh một điều, một thứ càng thân thuộc gần gũi với một người thì càng có giá trị với họ. Vì thế, cái cốc bạn đã mua và sử dụng sẽ chứa đựng nhiều giá trị hơn so với cái cốc tương tự ở cửa hàng. Khi được hỏi giá trị là gì, chúng ta thường không thể diễn tả được, chỉ biết đó là một thứ gì đó mơ hồ, một thứ gì đó chắc chắn là có nhưng mà chẳng biết diễn tả thế nào. Chó nhà bạn cũng sẽ hơn chó hàng xóm, và hai con chó vừa kể cũng sẽ hơn một bầy chó hoang nào đó. Con của bạn thì hơn con nhà người ta, dù miệng bạn hay nói điều ngược lại. Đôi khi, sự chênh lệch giá trị không cần phải dựa trên sự thân mật mà dựa trên những quy chuẩn của xã hội. Mạng một con husky khả năng cao sẽ giá trị cao hơn so với con chó cỏ. Mạng sống của một đứa trẻ đôi khi có sức nặng hơn so với mạng của một người trưởng thành. Một cô gái đẹp sẽ dễ lấy được thương hại hơn so với cô gái có ngoại hình xấu xí, dù đẹp xấu cũng chỉ là quan niệm tương đối. Thỉnh thoảng, nó còn vô lý ầm ầm. Mạng của một con chó đôi khi lại có giá trị hơn mạng người, ít nhất là đối với chủ con chó đó. Đôi khi thôi nhá, một người trưởng thành đánh chết một con chó để tự vệ có lẽ sẽ bị lên án kịch liệt. Nghe những điều trên có vẻ xa lạ. Có vẻ mình không làm thế này đâu, đừng đổ bạn cho mình. Thế thì nghe tiếp nha. Hai đứa trẻ con đánh nhau, bạn quan tâm nhiều tới con của bạn và khả năng cao sẽ nổi nóng với đứa kia hoặc phụ huynh của nó. Dù có thể con bạn mới là đứa gây chuyện, và rồi phụ huynh của đứa trẻ còn lại cũng cư xử tương tự như bạn. Thỉnh thoảng bạn nghĩ rằng lời bịa đặt của lũ trẻ con là đáng tin chỉ bởi vì nó là con của bạn. Và thỉnh thoảng bạn cho rằng bọn trẻ con chỉ giỏi bịa đặt bởi vì nó không phải là con bạn. Đội bóng bạn cổ vũ luôn trông có vẻ chơi đẹp hơn so với đối thủ, và nếu thống kê cuối trận cho thấy họ chơi xấu hơn thì bạn cũng mặc kệ. Bạn cũng cảm thấy tiếc thương thật nhiều về cái chết của một người lạ khi được nghe về những chiến công của họ, nhưng lại chẳng cảm thấy gì khi chứng kiến cái chết của một người thân mà bạn không có cảm tình. Dù rằng nhiều người sẽ tiếc thương tới người thân kia của bạn và cực kỳ ghét người anh hùng được tung hô kia. Mạng người đôi khi có giá trị hơn nhờ có một số lý do, vì thế cũng sẽ bị hạ thấp bởi một số lý do khác. Mạng của tử tù là rác. Nếu tử tù đó bị oan thì tên thẩm phán là rác và người ta tiếc thương muộn cho tử tù kia. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã qua đời rồi. Mạng của kẻ thù là rác. Mạng của đồng đội quý như vàng nhưng đồng đội của bạn là kẻ thù của người khác. Thỉnh thoảng người ta thuyết phục mọi người rằng ai đó đáng chết và cũng tự thuyết phục họ như vậy, cốt chỉ để việc giết người trở nên thanh thản hơn. Ví dụ về tử tù, một người mang trên mình nhiều tội nghiêm trọng thì đáng chết. Ai cũng công nhận điều này. Và chỉ sau một phán quyết, giá trị của một người từng là bố, từng là chồng, giám đốc, chủ tịch, bỗng chốc thua cả khúc gỗ. Ví dụ về kẻ thù, người ta thường thuyết phục bản thân với đồng đội của họ, với người dân của nước họ rằng những người bên kia chiến tuyến là quỷ dữ và đáng chết. Và thế là họ cảm thấy việc giết quân địch là hợp lý. Thế nên đừng mong đợi gì cả. Vấn đề xuất phát từ những cá nhân,
thâm căn cố đế trở thành một phần của con người, bản thân chúng ta có quyền gì mà tự đặt ra tiêu chuẩn kép rồi kêu gào về việc mạng sống của ai đó bị xem thường. Nào, cùng nhìn lại một bài báo xem nó nói gì nhá. Bài báo có tựa đề: không phải mọi cái chết đều bình đẳng, bao nhiêu cái chết là đủ để khiến một thảm họa tự nhiên được đưa lên tin tức, được đăng lên bởi trang Our World in Data, thế giới qua dữ liệu, dựa trên nghiên cứu của Thomas Agency và David Stromberg vào năm 2007. Phần đầu bài báo có phân tích rằng ở một số kiểu thiên tai thì chỉ cần bao nhiêu mạng người thì sẽ được lên báo, và ở kiểu thiên tai khác thì là bao nhiêu. Phần này tạm thời mình không phân tích. Ở phần sau có thống kê cho thấy số người cần chết trong thảm họa là 1 người ở châu Âu, 3 người ở Nam Mỹ, 43 người ở châu Á hoặc 45 người ở châu Phi thì mới đủ để khiến một số tờ báo uy tín đưa tin. Tại sao lại như vậy? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần phải biết. Đầu tiên đó là những tờ báo nào? Đó là ABC, CBS, NBC và CNN, toàn là báo của châu Âu và châu Mỹ. Độc giả họ hướng tới cũng là những khu vực này. Như mình đã nói đó, chó của bạn thì hơn chó hàng xóm, hai con chó ấy thì hơn hẳn con chó ở một nơi xa xôi nào đó. Việc người châu Âu, châu Mỹ thiệt mạng chắc chắn thu hút độc giả hơn, vì người ta sẽ quan tâm nhiều hơn tới những người gần gũi với họ bị thiệt mạng, hơn là những người ở xứ khác như là châu Phi hay châu Á. Nhưng mà người ta chỉ trông chờ vào view với cả rating thôi á. Thế thì bạn nghĩ truyền thông quan tâm tới cái gì? À, nhân tiện khoảng cách địa lý không hẳn là thứ khiến mạng người châu Á và châu Phi có vẻ ít được chú ý hơn. Có một số lý do khác như sau. Bạn là người châu Á, bạn sẽ nghĩ gì khi nghe về người châu Phi? Cao to đen hôi, quốc gia nghèo khó, bần thiểu và nghèo thốn. Thế thì người da trắng nghĩ gì? Những thứ đi cùng với lịch sử nô lệ, những người tị nạn chứa nhiều nguy cơ. Và như mình đã nói, một cô gái đẹp thì thường có giá hơn, và giá trị của ai đó còn bị hạ thấp vì họ bị gán vào những thứ gợi cảm giác ghê tởm. Còn bạn nghĩ gì về người châu Á? Chủng tộc thượng đẳng lúc nào cũng tự cho mình là nhất, nhưng sau đó phát hiện ra người da trắng thượng đẳng hơn và bắt đầu sống trong mâu thuẫn bằng cách vừa quỳ vừa chửi họ. Người phương Tây đơn giản chỉ nghĩ bọn châu Á mình là bọn thông minh, có bố mẹ kỳ lạ và thường xuyên chịu sự đô hộ của chúng. Mình nghĩ thế. Bạn nghĩ gì về người châu Âu? Những người trắng trẻo xinh xắn ở các quốc gia tiến bộ nghĩ những thứ tiến bộ tạo ra những thứ hay ho, những thứ mà lại tạo ra một viễn cảnh đẹp đẽ hơn về chính họ trong mắt những chủng tộc khác. Thế đấy. Đó là lý do vì sao người ta quan tâm nhiều hơn tới mạng người ở châu Âu, Bắc, Nam Mỹ thay vì có một sự quan tâm bình đẳng đến mọi chủng tộc. Và thứ ba, ở Lào và Thái Lan thì sao? Họ là người châu Á mà. Con người thường thích tự giải thích. Những người chết do thảm họa nghe có vẻ hợp lý hơn, do đó cũng nhận được ít sự quan tâm hơn. Những người chết do tai nạn giao thông tạo ra ít hiệu ứng nổi bật, trước khi đó là vụ nổi bật đặc biệt như là kiểu rơi máy bay ấy. Nếu không, con số vài chục nghìn người chết mỗi năm vì tai nạn giao thông nghe chẳng khác gì tin là vài triệu thanh sô cô la được tiêu thụ mỗi năm, gây cảm giác kiểu ok, hiểu rồi. Vụ ở Thái Lan có nhiều tính chất giật gân và hấp dẫn hơn, do đó thu hút nhiều người theo dõi hơn và các tờ báo từ đó lại viết nhiều bài đăng về sự kiện này hơn. Bạn cần hiểu rằng tin tức quan trọng hơn không có nghĩa là thu hút hơn, đó không phải là cách người ta xếp hạng thông tin. Chẳng nhẽ việc thông tin về bộ luật mới được ban hành lại ít được quan tâm hơn là chuyến lưu diễn của một ai đó người Hàn? Có nghĩa là tin về bộ luật là ít quan trọng hơn? Đơn giản là vậy thôi, bạn muốn phức tạp hơn cũng chẳng được. Vậy, cứ để như thế mà xem được á. Thôi thì, bạn cố gắng tu thân dưỡng tính mà trở thành một người công tư phân minh, một người không hề có những tiêu chuẩn kép, không hề cảm thấy ghê tởm khi nhìn vào con chó ghẻ và không hề bị xua lòng bởi vẻ đẹp của ai đó. Hoặc đơn giản hơn là tạo ra những con robot, hoặc đơn giản hơn nữa là hãy thích nghi và tử tế. Tử tế bằng cách nào? Đừng kêu gào, cầu nguyện cho bất cứ cái gì nữa. Họ pray for Paris hay là Syria, kệ họ. Họ pray for Thailand hay là Lào, kệ họ. Phàm những chuyện thiên về cảm tính thế này, người ta thường làm những việc họ cảm thấy thoải mái và muốn làm. Bạn muốn pray for Trung Đông? Cứ pray. Không ai pray giống bạn. Đừng buồn và cũng đừng quan tâm. Họ không làm vì họ không thích, đơn giản là thế. Không có vấn đề gì với đạo đức của họ cả. Và không phải vì người ta không pray for Syria thì có nghĩa là hành động pray for Paris là vớ vẩn. Thậm chí nó còn chẳng liên quan gì đến nhau. Dù sao thì dăm ba cái prey cũng chẳng có bổ béo gì, người ta vẫn chết. Và vì sao người ta chết? Nếu không phải do xui xẻo thiên tai thì thường cũng chết vì người khác. Những người mà có thể là rất yêu thương con chó cưng ở nhà nhưng lại vô tình với những người trái quan điểm tôn giáo với họ. Mà cũng đừng bi quan, thế giới này càng phẳng. Những ấn tượng về người da màu, về người khác giới, về động vật càng ngày càng tích cực và cởi mở hơn. Các Kante, LeBron James đang càng ngày cải thiện hình ảnh về lục địa đen. Và đây mới chính là những điều sâu xa giảm bớt các cuộc chiến, đồng thời giảm bớt các vụ prey. Cuối cùng, lời khuyên miễn phí nhé. Tu thân, tẩy gia, trị quốc, bình thiên hạ. Không có bước đầu, những bước sau đem đi vứt. Bạn nghĩ sao về quan điểm của tác giả? Với bạn, bình đẳng hay công bằng có thể được định nghĩa thế nào? Và bạn có đồng tình với giải pháp mà tác giả đưa ra là trở thành một người tử tế không? Nếu có, thì tử tế với bạn được định nghĩa thế nào? Hãy chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian để xem hết video này và hẹn gặp lại trong lần tiếp theo. Peace!